Xin chào các bạn, hôm nay Thế giới xe bông kit.com xin giới thiệu với các bạn một dòng xe ô tô điện trẻ em mới mang tên HSD8101. Đây là một trong những dòng xe cao cấp chuẩn hãng Honda, một thương hiệu có tiếng trong ngành sản xuất ô tô điện trẻ em. Một số đặc điểm nổi bật của dòng xe HSD8101 đó là được làm từ 100% nhựa nguyên chất cao cấp nên rất chắc chắn, bóng đẹp và có độ bền cao. HSD8101 mang kiểu dáng xe địa hình tương đối khủng với 4 bánh to, gầm cao, chạy 4 động cơ, ắc quy 12V, có thể chịu được đến tải trọng lên tới 40kg. Xe được thiết kế dạng hai cánh cửa mở ngang, sang trọng tiện lợi cho bé trong quá trình bước lên bước xuống. Cánh cửa thành rất cao và có chốt cài an toàn khi không sử dụng đến, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé. Ghế xe được thiết kế với khoang chỗ ngồi rộng rãi, hoàn toàn phù hợp với một bé dưới 8 tuổi hoặc hai bé có tải trọng dưới 40 cân. Ngoài ra thì xe còn có dây an toàn, hoàn toàn có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây để phù hợp với độ tuổi của bé, cho nên là bố mẹ hoàn toàn yên tâm. Xe này còn nếu mà bé biết ngồi, người ta có thể cho bé ngồi được rồi. Bánh xe được thiết kế khá to với những cái đường vân ma sát giúp xe bám đường tốt và vận hành tốt hơn trong quá trình bé vui chơi. Bên ngoài là la răng 10 cánh rất sang trọng và đẹp mắt. Đầu xe được thiết kế vuông thành sắt cạnh sắc nét tới từng chi tiết nhỏ, tạo nên sự hầm hố của một chiếc xe địa hình siêu khủng. Các bộ phận của đầu xe được thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và đẳng cấp, với hệ thống hai đèn pha kép, phía giữa là hệ thống lưới tản nhiệt mô phỏng và logo HSD8101. Phía đuôi xe cũng được thiết kế khá là hài hòa với bộ đôi đèn xi nhan mô phỏng, ở giữa là một cái cốp xe khá là rộng, đặc biệt là có thêm một cái xẻm nhỏ treo ở bên ngoài. Đây chính là cái điểm nhấn của riêng xe HSD8101. Với chiếc cốp này thì bé có thể đựng được rất là nhiều đồ trong quá trình vui chơi, như sữa, bỉm, bim bim. Một đặc điểm nổi bật nữa của dòng xe HSD8101 là chiếc gương chiếu hậu khá là to, có thể bẻ cụp lại cho gọn khi không cần thiết. Và đây cũng chính là một trong những cái yếu tố tạo nên sự hầm hố của dòng xe này. Và bây giờ hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá thêm các cái chức năng của dòng xe ô tô HSD8101 nhé. Ngoài cùng phía bên tay phải đây chính là nút nguồn. Cái dòng xe này nó khá là hầm hố này. Bên cạnh đây chính là cần gạt tiến lùi, gạt lên trên, ấn chân ga. Đó, xe sẽ đi tiến này. Để ở giữa là dạng tắt, ấn chân ga không hoạt động. Gạt hẳn xuống dưới, ấn chân ga. Xe sẽ đi lùi. Đây là dòng xe chạy 4 động cơ, nhanh dần đều, êm không giật, đem lại cho bé cảm giác thoải mái nhất trong quá trình vui chơi. Trên vô lăng này, đây là hai nút còi vào nhà. Đây chính là logo của công ty Honda. Thì đây là một trong những yếu tố để các bạn phân biệt hàng chuẩn và hàng nhái. Ngoài cùng bên tay trái đây là toàn bộ hệ thống đường chỉnh nhạc, bao gồm cổng kết nối USB của nhớ các MP3 này. Âm giữ vô trừ, âm thanh nhỏ này, âm giữ vô cộng, âm thanh to hơn này. Và ở trên đây chính là đèn báo pin. Và chân sạc thì sẽ nằm ở mặt vuông góc với mặt ghế ngồi, tiếp xúc với bắp chân của bé khi bé ngồi. Đây các bạn lưu ý ở đây nhé. Và phía bên dưới đây chính là công tắc chọn độc bênh, khi mà các bạn ấn vào đây thì xe nó sẽ rung tại chỗ như này. Đây là một trong những cái chức năng để cho bé có thể vui chơi tại chỗ hoặc là tận dụng như một cái chiếc ghế ăn. Cái chức năng này là khá là thú vị cho những cái bé dưới 2 tuổi các bạn nhé.
Đặc biệt là dòng xe HFD8101 này là không cần bật nguồn, các bạn vẫn có thể sử dụng được cái chức năng bật bên này. Trên tay tôi đang cầm đây là một chiếc điều khiển từ xa của xe. Điều khiển thì rất là nhỏ gọn nhưng mà có thể bắt được tần số khá là xa, tầm khoảng 40 đến 50 mét. Các bạn lưu ý trên điều khiển này, tiến lùi, trái phải, tăng đèn, giảm đèn, tạm dừng. Và đây là nút P, đây là nút bật tắt điều khiển. Đây là một trong những dòng xe điện duy nhất có chức năng bật tắt điều khiển. Đây các bạn muốn, hiện tại điều khiển nó đang ở chế độ tắt, không sáng đèn. Các bạn bật lên, đó, sáng đèn. Đây các bạn có thể tăng giảm đèn ở đây. Ấn vào dấu cộng là tăng, ấn vào dấu trừ là giảm. Tiến lùi này, các bạn nhìn tôi điều khiển nhé. Tiến này, đó, lùi. Quay trái, quay cộng này. Và đây là đang là tạm dừng. Tôi đang bấm vào nút tạm dừng thì điều khiển nó không hoạt động nữa. Đèn nhấp nháy, nếu mà muốn hoạt động trở lại thì các bạn bấm lại vào cái nút tạm dừng thì các thứ nó sẽ hoạt động trở lại. Với một chiếc điều khiển rất là nhỏ gọn này thì bố mẹ hoàn toàn yên tâm là có thể điều khiển được cho bé mà không cần phải đi ngay sau bé.